Người đàn ông này là chiến binh bất tử cai trị nước Nga cổ đại hàng trăm năm qua. Tương truyền rằng ai có được thanh kiếm diệt quỷ và viên đá thần của ông ta sẽ có được sức mạnh vô địch thiên hạ. Vì vậy mà các hiệp sĩ lẫn phù thủy đã liên kết với nhau chia kẻ bất tử thành từng phần rồi nhốt vào băng vĩnh cửu để phong ấn lại. Nhưng cũng chính từ đây lòng tham của con người lại trỗi dậy, thế ai chống lại ả phù thủy này đều sẽ bị hóa đá và giam xuống tận cùng của biển sâu. Chỉ duy nhất một người anh hùng mới có thể đứng lên giải thoát cho họ, nhưng anh ta ở đâu thì cả nhà phải xem phim mới biết được. Trở lại với thực tại, Ivan là một thanh niên mồ côi từ nhỏ, anh sống bằng cách đóng giả làm thầy trừ tà để lừa tiền những người nhẹ dạ cả tin. Nhờ tài múa mỏ thần sầu và đút lót ban giám khảo chương trình tìm kiếm pháp thuật mà anh đường đường trở thành phù thủy ánh sáng. Danh tiếng cứ từ đó đi lên khiến ai cũng muốn gặp mặt xin cầu phép, nhưng cũng có người coi anh là kẻ lừa đảo bịp bợm. Cho tới khi được yêu cầu chữa khỏi bệnh hôn mê giúp một cô bé thì anh bắt đầu nghi ngờ về cuộc sống nhân sinh của mình. Ivan nhớ lại quá khứ sống trong trại mồ côi. Anh đã bị những đứa trẻ khác bắt nhốt và hành hạ thế nào? Trong những ngày tháng đen tối ấy, cậu nhóc Ivan chỉ có thể tự mình nghĩ cách thoát thân bằng chiếc kim khâu, rồi tạo ra những điều kỳ lạ để hù dọa đám nhóc chuyên bắt nạt. Kể từ đó, cậu luôn mang theo chiếc kim khâu cứu mạng mình và trở thành một pháp sư bịp bợm như bây giờ. Ngày nọ khi Ivan đang chuẩn bị hành nghề lừa đảo thì bất ngờ bị một nhóm người tìm đến hỏi thăm sức khỏe. Hóa ra trước đó anh chàng đã lừa vợ của một vị đại gia giàu nứt vách đổ tường, nên họ mới muốn thử xem phép thuật của anh mạnh hơn hay là võ thuật của họ mạnh hơn. Ivan trong lúc chạy trốn vô tình va phải một anh trai lực lưỡng rồi nhảy vào ống trực của khu hồ bơi. Không hiểu trực kiểu gì mà đi thẳng về tận thời trung cổ luôn. Ông già râu tóc bạc phơ đột ngột xuất hiện khiến anh hú hồn đấm cho một phát. Nhưng vừa quay người lại thấy ông ấy đang đứng trước mặt. Ông già gọi Ivan là cháu trai và bảo đã đợi anh suốt 20 năm qua. Nam chính cảm thấy đối phương không được bình thường liền cầm cành cây khô lên định hù dọa. Kết quả cành cây khô trở nên tươi tốt lạ thường. Chẳng lẽ chơi trượt nước khiến não của mình bị hỏng hay sao ta? Ông già dùng gậy đập xuống đất. Lập tức trên mông của nam chính mọc ra một cái đuôi chó. Lần này anh chàng lừa đảo cuối cùng cũng tin bản thân thật sự bị hỏng mất não rồi. Nhưng ông già vẫn đi theo phía sau gọi cháu trai. Ivan nhìn thấy lâu đài cổ kính cao chót vót trên đỉnh núi liền há hốc mồm ngạc nhiên. Bây giờ anh mới nhận ra bản thân đã xuyên không về thời cổ đại, còn vị pháp sư này chính là ông nội của anh. 20 năm trước có một dũng sĩ bị kẻ xấu đuổi giết, anh ta chỉ dựa vào sức mình cũng có thể tiêu diệt rất nhiều kẻ địch. Lúc anh xoay người định rời đi thì phía sau có một con chim bay đến, hóa ra con chim này là một mụ phù thủy độc ác. Ả ta dùng roi thần đánh vào cây bảo kiếm của dũng sĩ khiến nó mềm nhũn như cọng bún, không những vậy ả còn dùng ma thuật biến anh ta thành tượng đá. Người dũng sĩ đó chính là vua của vương quốc này và cũng là bố của Ivan, vì để bảo vệ cháu trai ông nội đã dùng phép đưa anh trốn đến thời hiện đại. Giờ mọc đủ lông đủ cánh rồi nên triệu hồi về báo thù cho gia tộc, ông nội lấy ra một cái nhẫn và trao nó cho anh. Nhưng chưa kịp dặn dò thêm đã bị một mũi tên bắn trúng rồi tan biến vào hư vô, thấy bọn lính đuổi đến anh lập tức dùng trò ảo thuật của mình để bỏ chạy. Đen đuổi lại đâm thẳng vào cành cây rồi bị bớ về lâu đài, nhà vua hiện tại nhìn thấy nhẫn trên tay Ivan liền nhận ra anh là con của anh trai mình. Ông ta cởi trói rồi sai hoàng hậu tới thiết đãi anh thật chu đáo, nào ngờ bà ta chính là mụ phù thủy đã hóa đá bố anh. Thế là Ivan lại bị ném vào ngục tối. Tại đây anh gặp Kosuke, một chiến binh bất tử đang bị giam từng phần cơ thể trong những khối băng vĩnh cửu. Ông ta cho nam chính biết muốn quay về thế giới thực thì chỉ còn cách tìm thanh gươm diệt quỷ, thứ đã khiến ông ta trở nên bất tử và cũng là thứ khiến cho cả vương quốc này chìm vào diệt vong. Kẻ có được nó lẫn viên đá thần sẽ thống trị mọi lãnh thổ trên thế giới, chỉ có hậu duệ của hoàng gia như Ivan mới tìm được thanh kiếm đó. Ngay lúc này cai ngục áp giải một bà lão vào nhà lao, nhưng bà ấy không hề tỏ ra lo lắng hay sợ hãi gì cả, trong túi áo của bà còn có một con cóc. Phía bên kia cai ngục kiểm tra ví tiền của Ivan, hắn hí hửng bỏ đồng xu vào túi còn tiền thì đem đi đốt lửa sưởi ấm. Khi ấy con cóc phía sau lưng anh ta đột nhiên biến thành một cô gái xinh đẹp, rồi lặng lẽ đem thuốc mê bỏ vào trong ly rượu. Tên quản ngục giật mình định rút kiếm ra nhưng đã quá muộn. Sau đó nàng cóc dùng rìu phá tan lớp băng giải thoát cho Kosuke, còn bà phù thủy thì giúp ông ta nối lại cơ thể. Ivan cũng được bọn họ cứu, nhưng còn chưa kịp thoát ra ngoài thì đám lính canh nghe thấy tiếng động đã tràn vào. Cánh tay của Kosuke bị tên lính chặt đứt, tuy nhiên nó chẳng làm sao cả mà còn tự động leo lên bóp chết đối thủ. Bên này nàng cóc xinh đẹp bị lính canh bắt lại. Ivan nhìn thấy nhưng lá gan nhỏ quá đành phải bỏ đi. Ai ngờ ra đến cổng lại gặp tên quản ngục. Anh nhanh trí móc điện thoại chụp hình và dọa rằng mình đã cướp đoạn linh hồn của hắn. Kết quả bị tên quản ngục giật mất cái đuôi chó. Mấy người sau một hồi chiến đấu đã thành công thoát ra ngoài. Bà phù thủy ra đưa họ vào trong một túp lều tranh. Sau khi niệm chú xong thì túp lều đột nhiên mọc ra hai cái chân gà. Nhưng vừa chạy tới cổng thành lại bị đám lính gác chặn lại, gà trống sợ hãi không dám động đậy. Thấy vậy phù thủy già liền xúc một đống than đổ vào chân của nó. Vì nóng quá không chịu được, con gà trống lập tức nhảy thẳng ra ngoài cổng thành. Hoàng hậu sau khi biết chuyện vô cùng tức giận, ả ta liền biến thành một con chim cú đuổi theo. Ai ngờ chưa bay được bao xa thì bị phù thủy già làm phép phóng thẳng cái nồi nước sôi vào đầu rẽ thẳng cẳng. Gà trống chạy một ngày một đêm cuối cùng cũng đã thoát khỏi sự truy đuổi của binh lính. Ivan bước ra hít thở không khí trong lành, còn phù thủy già thì huýt sáo gọi cái thùng gỗ đến giúp mình di chuyển cho đỡ mệt. Bà ấy bảo nam chính vào trong lều lấy một ít muối chuẩn bị nhóm lửa nấu cơm. Không hiểu Ivan nhóm lửa kiểu gì mà phóng hỏa cả túp lều tranh. Phù thủy già nhìn thấy cảnh này tức muốn lộn ruột.
bởi vì tất cả bảo bối của bà ấy đều nằm trong đó, nhưng đáng thương nhất vẫn là chú gà trống, tự nhiên biến thành món gà nướng rơm ngon tuyệt. Bà phù thủy hận không thể đánh chết cái thằng báo thù này. Cũng may là Kosuke vẫn cần Ivan giúp mình lấy thanh kiếm diệt quỷ, chứ không là xác định lên bàn thờ ngắm chuối xanh rồi. Thế là bốn người lên đường đi tìm thanh kiếm đó. Vừa đi, Ivan vừa nhanh tay chụp ảnh gái xinh rồi xạo lồng rằng mình đang lưu giữ linh hồn cho họ. Để qua được dòng sông chết, họ cần sự giúp đỡ của thần sông. Biết ông ta là kẻ hám gái nên nàng cóc ngồi bên dòng suối chải tóc dụ dỗ. Vua thủy tế thấy gái đẹp là nắng hết cả cực, ngoi đầu lại gần. Đang trong cơn phê gái thì con tôm hùm đất bảo xấu như mày thì có chó yêu. Nghĩ lại thấy nó nói cũng đúng nên ông ta quay đầu bỏ đi. Bà phù thủy bên kia thấy vậy bèn làm phép biến thành một cô gái xinh đẹp ngực tấn công mông phòng thủ. Ngay cả Ivan cũng phải thèm chảy cả nước miếng. Đương nhiên một kẻ hám gái như vua thủy tế thì làm sao có thể thoát khỏi cái bẫy này. Con tôm hùm tính nhắc nhở liền bị ông ta gạt bay đi. Có hơi gái vào là thần sông liền đồng ý giúp mọi người tìm thanh kiếm diệt quỷ. Nhưng vì ông ta không sống trên cạn được nên bà phù thủy phải cống hiến cái thùng gỗ cho đối phương, còn mình thì phải còng lưng đi bộ mệt lòi le. Phía bên kia hoàng hậu đã đến được chỗ bờ suối, ả ta dùng roi thần khiến nước bên dưới sôi sùng sục xém tí nữa luộc chín con tôm hùm. Để bảo toàn tính mạng nó đành phải khai ra hướng mà nhóm nam chính di chuyển, nhưng kết quả vẫn bị ả cho đăng xuất khỏi trái đất. Hoàng hậu lấy ra một mũi tên rồi dương cung bắn vào không trung. Người lính cách đó vài trăm dặm bị trúng tên lập tức biến thành hình dáng của hoàng hậu, ả ta thông báo cho quốc vương biết toàn bộ mọi chuyện. Phía bên kia cả nhóm đã đến được một hang động của người khổng lồ. Ông lão tóc trắng thấy khách không mời mà đến liền xách hàng nóng gõ từng đứa một. Nếu cứ tiếp tục như vậy e rằng cả đám sẽ biến thành thịt băm mất. Nàng cóc dúi Ivan xông ra giết địch vì trong lời sấm truyền thì nam chính được coi là anh hùng dân tộc. Nhưng thanh niên chỉ là một kẻ lừa bịp, ra ngoài đó chắc chỉ có nước cỏ mọc xanh mộ chứ sống sao nổi. Đúng lúc này anh phát hiện ông lão khổng lồ kia thực chất là phụ nữ, mà tán gái lại là sở trường của anh. Thế là Ivan liền móc điện thoại ra mở một bài nhạc lãng mạn rồi nhặt khúc xương lên bắt chước ca sĩ hát. Bà ta sau khi nhìn thấy thần thái của nam chính lập tức đổ gục, đong đưa theo lời bài hát quẩy hết mình, những người khác nhân cơ hội vội bỏ chạy. Để lại quái vật khổng lồ đang chìm đắm trong khoảnh khắc ngọt ngào, thế nhưng đón chờ bọn họ phía trước là dòng sông chết. Nơi này có rất nhiều cá hổ hung dữ chuyên ăn thịt người, vua thủy tề vì hám gái nên lĩnh trọng trách mở đường. Một giây trước còn tự tin nhảy xuống nước, ai ngờ ngay sau đó bị đàn cá hổ cắn cho không trượt phát nào kêu la oai oái. Hóa ra thần sông chỉ là danh xưng chứ thực chất chẳng có pháp thuật hay sức mạnh gì cả, nàng cóc thấy cảnh này liền buồn bã bỏ đi. Thì ra Vasilisa trước đây là loài người, bởi vì không muốn gả cho ác bá cho nên cả nhà đều bị nguyền rủa biến thành cóc. Phù thủy già phát hiện ra cô nên đã làm phép giúp cô trở lại thành người tạm thời, nhưng để có thể hoàn toàn hóa giải lời nguyền đó thì cần phải lấy được thanh kiếm diệt quỷ. Ivan biết được chân tướng sự việc liền đi theo an ủi người đẹp. Đúng lúc này hai người tìm thấy trong bụi cây có một con thỏ nhỏ. Cảm thấy nó không bình thường, Vasilisa liền la lớn báo động cho mọi người. Hóa ra là mụ hoàng hậu hóa thân thành súc vật để theo dõi bọn họ. Ả biến ra một thanh kiếm băng định lấy mạng Vasilisa nhưng may có nam chính kịp thời cứu nguy. Cả hai định bỏ chạy nhưng lính của nhà vua đã bao vây xung quanh không lối thoát. Chẳng còn cách nào khác, bọn họ đành phải nhảy hết xuống giếng. Phù thủy ra dùng thùng gỗ chặn miệng giếng lại nhưng khó có thể cầm cự được lâu. Vua thủy tế phát hiện mỹ nhân của mình thực chất chỉ là một bà lão nên rất tức giận vì bị lừa. Tuy nhiên phía trên đám lính đã sắp phá được thùng gỗ. Bây giờ không phải là lúc cãi nhau. Vua thủy tế lặn xuống phát hiện vẫn còn cửa thoát ra, thế là đem nước trong giếng hút hết vào bụng trở thành một con heo béo ú. Cái lỗ này ông ta căn bản không thể chui vừa nên nhận ở lại chặn cửa cho bọn họ trốn thoát. Phù thủy ra thấy vậy liền nói lời cảm ơn rồi rời đi. Có hơi gái trong người ông ta như được tiếp thêm độ liều phun nước thẳng vào mặt hoàng hậu. À cay cú dùng roi thần biến vua thủy tế thành tượng đá. Ai ngờ vụt mạnh quá khiến nước giếng trong người vua thủy tế không chịu nổi áp suất trực tiếp đẩy hoàng hậu độc ác bắn ra ngoài. Mặt khác nhóm Ivan đã an toàn đi đến một vách núi, bất ngờ lúc này đất đá từ trên cao sạt xuống. Nam chính vội vàng lao tới giúp Kosuke thoát nạn, nhưng ông ta không hề cảm kích vì bản thân là kẻ bất tử thì làm sao mà chết được cơ chứ. Ai ngờ lời vừa nói xong lập tức bị một tảng đá rơi xuống đè dẹp lép, kết quả đầu bị lõm một lỗ khá sâu. Tối đó Ivan trổ tài tán gái nhưng lại lỡ miệng kêu Vasilisa dùng lưỡi bắt muỗi, thế là nàng ta tức giận bỏ đi. Nam chính vội đuổi theo thì nhìn thấy một con cóc bên đường, tưởng người đẹp biến thân liền tiến đến tỏ tình với nó. Cho dù em có là người hay là cóc thì anh vẫn mãi yêu em. Vasilisa ở phía sau cảm động chảy nước mắt. Nhân cơ hội đó Ivan xạo lồng lấy sợi dây chuyền ra tặng cho cô và bảo rằng đây là bảo vật gia truyền của nhà mình. Nhưng đúng lúc họ chuẩn bị bón cháo lưỡi cho nhau ăn thì con cóc bên cạnh kêu inh ỏi khiến cả hai tụt hết cả cảm xúc. Sáng hôm sau Ivan tỉnh dậy đi đái thì bị lính của nhà vua phục kích. Những người còn lại cũng nhanh chóng bị hoàng hậu bao vây. Ả ta dùng roi thần khống chế Kosuke rồi ném ông ta vào tảng đá. Vasilisa thấy vậy vội vàng chim én đi nhưng lại bị hoàng hậu đánh ngã xuống vực. May là sợi dây chuyền mắc vào cành cây đã cứu mạng cô ấy. Chỉ có mỗi Vasilisa thoát khỏi bàn tay độc ác của hoàng hậu, còn những người khác đều bị ả ta bắt đến một nơi được gọi là nghĩa địa kiếm. Nghe nói chỉ có hậu duệ của hoàng tộc mới có thể chạm vào thanh kiếm diệt quỷ, còn người bình thường chạm vào chắc chắn sẽ bay màu. Ivan không biết mình có phải là người của hoàng tộc hay không nên hơi rén. Anh vơ đại một thanh kiếm để lừa hoàng hậu nhưng vừa giơ lên nó liền gãy tức thì. Thấy không ổn nên thanh niên bèn chạy trốn,
cơ mà chạy đâu cũng không thoát khỏi chiếc roi của bà ta. Trong tình thế nguy cấp, Ivan cầm khúc gỗ lên đỡ đòn, không ngờ nó lại biến thành thanh kiếm diệt quỷ trong truyền thuyết. Hoàng hậu đe dọa kêu Ivan giao thanh kiếm ra liền bị anh chém cho một cái tóc hết cả váy, ngay cả tảng đá lớn cũng bị nó dễ dàng cắt làm hai. Đám lính thấy vậy vội bỏ chạy tụt cả quần, cứ thế nam chính thuận lợi cứu được mọi người. Anh đưa thanh kiếm diệt quỷ cho Kosuke và bảo ông ta giúp mình trở về nhà. Đúng lúc này đức vua ung dung cưỡi ngựa đến. Hóa ra Kosuke và ông chú ruột thừa của Ivan đã giao kèo từ trước, bởi vì Kosuke không thích cuộc sống bất tử nữa nên muốn đổi thanh kiếm diệt quỷ để lấy lại viên đá thần chứa sinh mạng của mình. Nhưng không ngờ đức vua lại lật kèo giao cho đối phương viên đá pha ke mới mua ở Trung Quốc về, còn hàng thật thì nằm trong tay hoàng hậu. Vasilisa hóa thành người nhảy tới đẩy đức vua ngã xuống giúp Ivan lấy được thanh kiếm. Nhưng thanh niên này lại không muốn chiến đấu mà sử dụng kiếm để mở cánh cửa không thời gian chim én về thế giới thực. Vasilisa tức giận ném luôn sợi dây chuyền đi, không yêu đương cái méo gì nữa hết. Mặc dù nam chính đã thành công quay về thế giới hiện tại nhưng anh vẫn chẳng thể vui nổi, bởi vì bản thân đã yêu nàng cóc mất rồi. Thế là anh quyết định chạy tới ống trượt để dịch chuyển về quá khứ, nhưng không hiểu trượt kiểu gì lại vào thẳng đồn công an. Thì ra họ bắt anh về tội đột nhập vào bể bơi nữ trái phép, mà ông nội của nam chính cũng đang bị giam ở đây vì tội tương tự. Đúng là ông nào cháu đấy. Ông nội bảo rằng quyền trượng trong tay ông có thể xuyên không tùy ý nhưng nó lại nằm trong tay cảnh sát. Ivan đành phải giúp cảnh sát tìm lại con mèo đi lạc, nhờ vậy mới lấy được quyền trượng về. Trước khi đi, ông nội đã đưa cho thằng cháu đít nhô một túi bảo bối và bảo rằng hãy giải cứu rồng thần để đánh bại quốc vương. Sau đó ông tạo cổng dịch chuyển đưa Ivan về thời Trung Cổ, đi theo lời ông nội dặn anh nhanh chóng tìm được nơi giam giữ rồng thần. Cái bóng khổng lồ với ba cái đầu khiến nam chính sợ đái cả ra quần, nhưng lúc bay ra lại ối rồi ôi. Con này là rồng lộn chứ rồng thần cái gì, thấy nó bị bỏ đói nhiều ngày Ivan liền cởi xiềng xích rồi cho nó ăn. Đám lính nghe thấy tiếng động liền xông vào bớ anh đi, phía bên kia Vasilisa cùng mọi người đang bị quốc vương bắt trói lại. Trong tay hắn ta là thanh kiếm diệt quỷ và viên đá thần, có vẻ như hắn đang muốn thực hiện nghi thức tà giáo nào đó. Lúc này Ivan bị quân lính áp giải tới đây nhưng gã quốc vương mùng lông giống lão xếp tôi không thèm quan tâm. Nam chính thấy đối phương coi thường mình liền móc súng ra và bảo rằng đây mới thực sự là võ công vô địch thiên hạ. Nói rồi anh bắn cho ông chú ruột thừa đang xuất khỏi trái đất, giờ đứa nào ngon xông vào đây anh tiếp hết. Không ngờ quốc vương lại đột nhiên đứng dậy như chưa hề có cuộc chia ly, hóa ra khi thanh kiếm diệt quỷ và viên đá thần hợp nhất có thể giúp con người bất tử. Chẳng trách tại sao hắn lại muốn thanh kiếm này đến vậy. Đúng lúc đó bên ngoài truyền vào tiếng gầm thét chói tai. Rồng ba đầu xuất hiện hùng hổ lao đến tấn công quốc vương, ai ngờ cắm đầu vào bộ giáp rồi ngã phơi cả hàng họ xuống đất. Đám quần thần liền cười lớn sỉ nhục nó, kết quả rồng thần tức lộ ruột phun lửa khiến bọn chúng chạy tán loạn. Hoàng hậu thấy vậy vội dương cung lên bắn nhưng toàn tạch. Ivan nhân cơ hội chạy tới cởi trói cho Vasilisa và được nàng thưởng cho một nụ hôn nồng cháy. Có hơi gái trong người nam chính đòi chơi đấu kiếm một một với ông chú ruột thừa. Trong lúc trao đổi chiêu thức, viên đá thần bất ngờ rơi ra khỏi thanh kiếm diệt quỷ, vừa hay Kosuke lại nhặt được nó. Chỉ cần phá viên đá này thì cả ông ta và quốc vương sẽ đi thẳng xuống suối vàng, nhưng đang chuẩn bị ra tay thì hoàng hậu phóng dìu tới khiến chi chức của Kosuke đứt lìa. Quốc vương thấy vậy liền đắc chí cười lớn, nhưng hắn không ngờ rằng cánh tay bị đứt vẫn có thể cử động ném viên đá đi. Kosuke dứt khoát một kiếm chém nát nó khiến ông và quốc vương cùng bay màu theo đúng nghĩa đen. Hoàng hậu thấy tình hình không ổn vội chim én đi mất. Nhờ vậy mà những người bị ả ta hóa đá mới có thể trở về hình dạng bình thường. Mở đầu phim, Ivan cùng các hiệp sĩ Nga ngố đang đi tuần tra thì một người dân đến trình báo có quái vật gần đó. Đội trưởng Phoenix lập tức rút kiếm chỉ huy các hiệp sĩ bắt quái vật. Còn Ivan mang hẳn cây trích điện của thời hiện đại ra phòng thân. Đi một đoạn thì thanh niên lươn lẹo bị con quái vật phát hiện dọa cho té ướt hết quần. Vì vậy anh quyết định thực hiện 36 kế chuồn là thượng sách, nhưng còn chưa kịp chạy thì đội trưởng Phoenix đã ở ngay sau lưng. Không muốn bị mất mặt nên Ivan nói rằng tôi tính vòng ra phía sau để tạo thế gọng kìm cùng mọi người bắt con quái vật. Nghe sặc mùi xà lơ nhưng Phoenix vẫn tin nam chính nói thật. Anh ta chỉ huy cấp dưới tấn công nhưng họ chỉ bắn trúng gốc cây, hóa ra con quái vật kia chỉ là một quả bóng biết nói. Nó nhảy xuống lấy đà lao vào tấn công các hiệp sĩ như đánh pizza. Phoenix nhanh chóng nhận ra đây chính là con quái vật táo dai nổi tiếng trong truyền thuyết. Nó bay tới cạp vào mông của đội trưởng không chịu buông, thấy vậy Ivan liền tung nộ long cước cứu giúp nhưng lại đá tung giái anh đội trưởng xuống nhọ. Lúc này táo dai mặc giáp vào rồi phóng theo cái bẫy nó đã bố trí sẵn kéo bay một hiệp sĩ, sau đó tiếp tục lao vào các hiệp sĩ còn lại đang dựng khiên chắn. Nhưng táo dai đã đánh bay họ như ném bowling, ai ngờ đến lúc chạm trán với Phoenix thì nó đã phải ngậm hành vào mồm. Con quái vật bị đánh bay lên trời rồi nhốt vào một cái túi, thanh niên lươn lẹo chạy đến định trích điện ăn mạng hỗ trợ thì bị nó đấm cho vỡ mồm. Ở một diễn biến khác trong thành phố, cô bé lang thang này có vẻ như đang rất đói, Lisa nhìn chằm chằm vào những chiếc bánh nhưng đã bị người chủ đuổi đi. Bần cùng sinh đạo tặc nên cô bé đã nhanh tay thó mất quả táo của một chị gái xinh đẹp rồi bỏ chạy. Lúc Lisa đang ăn thì bờ rào bất ngờ đổ xuống hiện ra bên trong là một ánh sáng kỳ ảo. Vì tò mò nên cô bé đã tiến vào xem, vật phát sáng là một bông hoa rực rỡ sắc màu. Không thể cưỡng lại vẻ đẹp của nó nên cô bé đã đưa tay ra hái, nhưng bông hoa này có linh tính đã chích vào tay Lisa. Lúc này chị gái xinh đẹp Mary vừa chạy đến,
cô định chạm vào bông hoa và cũng bị nó chích cho một cái. Cảm thấy có điều không ổn nên Mary đã đưa cô bé rời khỏi nơi này, còn thanh niên lươn lẹo đã trở về nhà sau khi tuần tra xong, anh bận công tắc quạt và điều hòa lên cho mát. Ivan chính là người của thế giới hiện đại, cha của anh là đức vua Muromets sở hữu một thanh bảo kiếm có thể mở ra cánh cổng nối liền hai thế giới. Vì vậy Ivan đã đem các thiết bị điện trở về thời Trung Cổ, lúc này cô người yêu Vasilisa cũng đã trở về, cả hai đang chuẩn bị nấu ăn thì Ngô Tất Tố bất ngờ ghé qua tắt hết đèn đóm trong nhà. Hóa ra vì nghĩ rằng máy phát điện là quái vật nên một hiệp sĩ đã xiên quay nó, đây là chiếc máy phát điện thứ 3 bị các hiệp sĩ tiêu diệt trong tuần này. Ivan hạn hán lời tức giận bỏ vào trong nhà, anh bật chiếc loa Bluetooth của mình lên, trong không khí lãng mạn nam chính đã tặng cho Vasilisa một thỏi son hàng hiệu mua ở chợ đầu mối. Ai ngờ cô ấy lại tưởng đó là kẹo nên cắn thử một miếng. Đúng lúc này một mũi tên bắn xuyên chiếc loa của Ivan vì các hiệp sĩ cho rằng đây là hòn đá biết nói. Phía bên kia Mary đã đưa cô bé tội nghiệp Lisa về nhà chăm sóc, nhưng vừa bước vào trong cô bé liền ngất đi. Khi kiểm tra thì phát hiện mạch máu trên người Lisa nổi lên như rễ cây, ngay cả Mary cũng bị các triệu chứng giống vậy. Người đẹp nhanh chóng đưa cô bé đến gặp bà phù thủy để chữa bệnh. Phù thủy già tiến đến xem xét các dấu hiệu trên cơ thể rồi cắt một mẫu tóc để làm phép. Bà phát hiện cô bé đã bị một thế lực bóng tối xâm nhập vào người, vì vậy đã nói với Mary rằng chỉ có cách đi đầu thai mới giải được căn bệnh này. Trong khi đó, Ivan tìm đến chỗ của bố mình để lấy thanh kiếm diệt quỷ, sau đó mở cánh cửa không thời gian quay về thời hiện đại. Anh tranh thủ nghỉ ngơi thư giãn rồi đi siêu thị mua đồ ăn cho người yêu. Một lát sau, thanh niên lương lẹo trở lại thời Trung Cổ, anh bắt gặp vua thủy tề đang mở vựa hải sản ngoài chợ. Nhưng vì cân điêu nói con tôm hùm bé tẹo nặng gần 1 kg nên chẳng ai thèm mua, Ivan nhanh chóng xuất hiện gạ kèo bán giấy vệ sinh cho ông chú. Vì ở thế giới này người ta phải chùi đít bằng que nên đây là một mặt hàng rất hot, nhờ vậy mà nam chính đã kiếm được rất nhiều tiền. Lúc này bố của Ivan đến bắt chuyện với anh. Ông muốn thằng con trai tham gia cuộc thi hiệp sĩ để chứng tỏ bản thân, nhưng Ivan là một kẻ lươn lẹo chứ có biết đánh đấm gì đâu nên vội từ chối. Mặt khác, đội trưởng Phoenix đang áp giải một người khổng lồ về thành phố, tình cờ bà ấy là người quen của Ivan. Chiến công này giúp anh ta chiếm được trái tim của rất nhiều cô gái xinh đẹp. Khi tiến đến chỗ Vasilisa, đội trưởng lập tức xuống ngựa ca ngợi nhan sắc của cô. Điều này làm Ivan ghen và chỉ trích Phoenix đã trói một người phụ nữ. Anh đội trưởng liền đáp cô ta là tình đầu của cậu hay sao mà cậu lại đứng ra bảo vệ vậy. Người khổng lồ thấy nam chính bị bắt nạt liền đi đường quyền đánh Phoenix gãy vài cái răng. Phía bên kia Mary đã nhận cô bé mồ côi làm con gái nuôi. Lisa biết mẹ mình sắp không qua khỏi nên rất đau buồn. Bỗng nhiên lúc này một giọng nói bí ẩn vang lên trong đầu hai người. Bọn họ lần theo giọng nói đến chỗ bông hoa phát sáng. Hắn ta nói tên mình là Rogolev rồi dùng rễ cây trói chặt cả hai lại. Ngày hôm sau cuộc thi của các hiệp sĩ cũng được bắt đầu. Thử thách đầu tiên là trụ được chiếc súng phun nước bằng mồm của vua thủy tề. Thấy súng của thần sông quá khủng nên bà phù thủy đã liếc mắt đưa tình cho chàng. Thử thách thứ hai là vượt qua cây cầu do rồng lửa ba đầu chấn giữ, nếu không cẩn thận là dập hai trái trứng cút ngay. Sau đó các hiệp sĩ phải vượt qua bức tường gỗ, tiếp theo là phải nâng được người khổng lồ lên, đến lượt đội trưởng Phoenix ra sân. Anh nhanh chóng đi đường quyền khiến chú rồng ba đầu rẽ thẳng cẳng, tiếp theo dùng sức mạnh tuyệt đối của mình đấm xuyên gỗ để leo qua bức tường. Khi đến ải người khổng lồ, đội trưởng chỉ cần kéo nhẹ đã dễ dàng vượt qua, ải cuối cùng là phải chiến thắng con quái vật táo dai trong lồng giam. Phoenix giả vờ bị nó đánh ngất trên cành quất, ấy vậy mà quả bóng này ngây thơ cứ tưởng đã hạ được kẻ thù rồi. Kết quả bị anh tóm đầu dần cho một trận, vượt qua bài kiểm tra một cách xuất sắc, đội trưởng liền tặng bó hoa cho Vasilisa và thách thức Ivan tham gia cuộc thi hiệp sĩ. Vì bị đối phương tán tỉnh người yêu nên nam chính tức giận đến chỗ thanh kiếm thần, anh muốn quay về thế giới hiện tại để trang bị súng ống đầy đủ chơi khô máu với đội trưởng. Nhưng khi mở cánh cổng không thời gian thì thanh kiếm lại không hoạt động, ông nội bảo rằng do mày đi qua đi lại nhiều quá nên nó hết xí quách rồi, phải đợi nó hồi mana như cây gậy thịt ấy. Không còn cách nào khác, Ivan đành phải ra ngoài kia tự thân vận động, anh bắt đầu đi qua cầu được chú rồng ba đầu chấn giữ. Nam chính không giữ được thăng bằng nên đu ngược người vượt qua, đến thử thách bức tường anh đã bám vào các lỗ thủng do Phoenix tạo ra để leo lên. Cửa tiếp theo, vì có quen biết với người khổng lồ từ trước nên anh chàng lươn lẹo đã được em gái mưa giúp đỡ, đúng là người thông minh với có quan hệ rộng thường giải quyết mọi việc rất dễ dàng. Đúng lúc này có một con sói hắc ám chở mụ phù thủy Galina đến quảng trường, theo sau chính là Vavara ả hoàng hậu bị phế truất ở phần trước. Không biết hai mẹ con nhà này tính làm trò mèo gì đây. Đức vua nhìn thấy Galina lập tức hạ lệnh cho lính lao vào bắt bà ta lại. Galina nhanh chóng làm phép biến đám lính thành tay sai của mình. Thấy tình hình không ổn, Đức vua liền cởi áo chuẩn bị chiến đấu. Nhân cơ hội đó, Vavara biến thành cú bay đi tìm kiếm thần. Vua Muromets với sức mạnh vô song hạ gục từng tên tay sai. Vasilisa bị đám lính hắc ám quay xung quanh. May là đội trưởng Phoenix kịp thời ra tay giải cứu rồi bế nàng vào trong lòng mình. Cảnh tượng này khiến Ivan cảm thấy bản thân sắp mọc hai cái sừng. Đúng lúc đó Vavara đã lấy được thanh bảo kiếm bay đi. Phoenix nhanh chóng lấy phóng lợn ra ném nhưng không trúng. Ivan lập tức hóa thân thành tiểu lý phi điện thoại ném vỡ đầu Vavara. Anh nhặt thanh kiếm lên rồi đưa cho bố để chiến đấu. Nhưng khi cầm được thanh kiếm, Đức vua phát hiện nó đã bị mất sức mạnh. Cái thằng trời đánh thánh vật kia, mày dùng kiểu gì mà thanh kiếm thành ra thế này rồi? Cháu hư tại ông nội nên pháp sư trắng phải ra mặt chiến đấu với mụ phù thủy Galina. Nhưng còn chưa kịp thể hiện gì thì ông nội đã bị rễ cây của Rogolev trói chặt.
Thấy tình hình không ổn, đức vua Muromets đã ném thanh kiếm thần cho thằng con bảo quản, sau đó lệnh cho Phoenix đi theo bảo vệ hoàng tử. Còn ông thì ở lại chiến đấu cầm chân kẻ địch, cả đám chạy ra ngoài thành thì bà phù thủy liền huýt sáo gọi túp lều con gà trống của mình đến. Đám tay sai đuổi tới nơi nhìn thấy con gà đã nhảy xuống nước đành bất lực rời đi, thì ra mọi người đang trốn dưới một gốc cây ven bờ. Lúc này bà phù thủy mới kể cho bọn họ nghe mọi chuyện, từ xa xưa có một vị pháp sư vĩ đại có khả năng làm sống lại mọi thứ khi ông chạm vào. Nhưng đến một ngày pháp sư phát hiện mình sắp chết, vì thế ông quyết định chế tạo thanh kiếm diệt quỷ cùng một viên ngọc để giúp mình bất tử. Tuy nhiên thằng đồ đệ tốt là Kosuke đã yểm bùa vào một tảng đá nhằm đè chết sư phụ để cướp đi sự bất tử. Khi pháp sư sắp hợp nhất viên đá vào thanh kiếm thì Kosuke đã tiễn thầy mình lên bàn thờ, thế là hắn đã thành công trở thành người bất tử. Còn pháp sư chưa chết hẳn, vì oán hận mà ông ta bắt đầu hấp thu ma thuật trong lòng đất suốt hàng ngàn năm qua. Chính ông ta đã thao túng hai mẹ con nhà Galina để giúp mình hồi sinh lại. Lúc này Galina và đám tay sai đã đuổi kịp con gà mái. Bà ta dùng phép thuật khiến con gà phải dừng lại, nhưng khi kiểm tra thì phát hiện bên trong đến cái nịt cũng chẳng có. Galina tức giận vì bị lừa nên sai Vavara nướng mọi con gà mái. Đúng lúc đó chú gà trống bất ngờ xuất hiện. Nó thấy người yêu của mình gặp nguy hiểm liền lập tức lao vào tấn công đám tay sai giải cứu cho gà mái. Vavara nhìn thấy cảnh anh hùng cứu mỹ nhân thì nhận ra điều gì đó. Mặt khác, vua thủy tề đang kéo cả nhóm Ivan đến một hòn đảo nhỏ nằm giữa sông, đến nơi bà phù thủy yêu cầu Ivan và Phoenix kéo hai sợi xích to trà bá lửa lên. Anh đội trưởng nhanh chóng kéo sợi xích lên một cách dễ dàng, nhưng nam chính gồng muốn ỉa cả ra quần rồi vẫn chưa nhúc nhích được miếng nào. Biết không thể trông cậy vào cái thằng ăn hại này nên phù thủy già đã cắn kẹo cường dương vào người. Quả nhiên ngay sau đó bà ấy đã nhẹ nhàng kéo xích sắt lên như ăn kẹo. Lúc này hòn đảo dưới chân bắt đầu chuyển động, hóa ra đó là một con cá voi khổng lồ. Nó bay lên khỏi mặt nước để chở mọi người đến vùng đất của người chết tìm Kosuke, vì chỉ có ông ta mới biết cách giết tên pháp sư hắc ám. Thấy kẹo cường dương quá công hiệu nên Ivan đã nhanh tay tháo mất vài viên. Lúc này ở thành phố Vavara đang bị Rogolev trừng phạt vì để mất thanh kiếm thần. Nếu không lấy lại nó thì hắn sẽ giúp cả hai mẹ con đang xuất khỏi trái đất. Ngày hôm sau nhóm của Ivan đã đến được vùng đất của người chết. Tại đây họ gặp một đỉnh núi hình mặt người. Ông ta yêu cầu họ phải trả lời được 3 câu hỏi của mình thì mới được đi đến vùng đất người chết. Còn nếu trả lời sai thì tất cả sẽ phải đắp mộ cuộc tình. Ivan với khả năng lươn lẹo đã lừa cho đỉnh núi trả lời hết cả 3 câu hỏi. Nhận ra mình bị lừa nên ông ta đe dọa khi nào nam chính chết sẽ biết thế nào là địa ngục. Nói xong nó đưa ra một viên ngọc sáng lấp lánh và bảo rằng chỉ được vào vùng đất chết cứu một người duy nhất, sau đó trở ra trước khi viên ngọc tắt nếu không muốn ở lại trong đó mãi mãi. Vì muốn lấy le với người yêu nên Ivan đã tình nguyện đi tìm Kosuke. Ai ngờ vừa bước vào trong anh đã vô tình trượt chân ngã thẳng xuống vực sâu, may mắn thay đó là cửa vào cõi âm nên không sao. Sau một hồi chèo thuyền trên sông Hoàng Tuyền, anh bắt gặp bố đang đứng đợi mình. Ivan tưởng bản thân gặp ảo giác nhưng thật sự đức vua đã băng hà khi bị Rogolev đâm lén trong lúc chiến đấu. Lúc này thanh niên lương lẹo mới cảm thấy hối hận vì những hành động bóp rái đồng đội của mình. Ivan muốn hồi sinh cho bố nhưng ông đã dùng viên ngọc để triệu hồi Kosuke đến. Nam chính rất đau lòng trước cái chết của vua cha nhưng cõi âm bắt đầu kéo chiếc thuyền ra ngoài. Có lẽ nỗi đau này sẽ giúp thanh niên lươn lẹo trưởng thành hơn. Tối đó cả nhóm hỏi Kosuke về cách đánh bại pháp sư hắc ám nhưng lúc này ông ta đã mất trí nhớ. Thấy vậy phù thủy già liền tặng cho mấy cái bạt tai méo hết cả mặt mũi. Không ngờ Kosuke nhớ lại sương sương rằng mình đã tiêu diệt Rogolev bằng viên đá được yểm bùa ở kinh thành. Ngày hôm sau cả nhóm quay trở lại hoàng cung. Vì mất trí nhớ nên Kosuke bị phù thủy già bắt làm người hầu của mình. Còn con gà trống của bà ấy thì đang vui vẻ bên tình yêu mới. Lúc đi tè Ivan cắm thanh bảo kiếm xuống đất. Vô tình đây lại là cách để nạp lại năng lượng cho thanh kiếm. Sau đó nam chính trở lại với nhóm và giấu bảo kiếm trong một tảng đá lớn. Rồi cùng mọi người ngủ một giấc để lấy lại sức. Thế nhưng tất cả sự việc đã bị Vavara nhìn thấy. À ta nhanh chóng gọi đàn em đến bắn tên vào Phoenix đang canh gác. Nghe thấy tiếng động cả nhóm lập tức đứng dậy chống trả. Kosuke đánh đám tay sai như con không đẻ. Gặp thằng nào là bế thằng nó lên bàn thờ luôn. Ivan muốn dùng thanh kiếm nhưng kẹo cường dương đã hết tác dụng. Anh định cắn thêm kẹo nhưng chỉ còn lại đúng cái nịt. Trong khi đó người đẹp Vasilisa kiên cường chiến đấu không biết mệt mỏi. Thế nhưng kẻ địch quá đông nên họ buộc phải rút lui. Còn thanh kiếm diệt quỷ thì rơi vào tay kẻ xấu. Lúc này mọi người bắt đầu mất niềm tin vào thanh niên báo thủ khi anh liên tục bóp rái đồng đội. Để lấy lại danh dự, Ivan đã quyết định cùng với con quái vật táo dai đi đòi lại thanh kiếm, còn mọi người sẽ đưa Phoenix về nhà chữa trị. Nhưng một sự kiện bất ngờ đã xảy ra. Vavara đột nhiên làm phản đem thanh kiếm bay đi mất. Biết được điều này, Galina lập tức lao đến tấn công cô con gái. Thanh kiếm cũng vì thế mà rơi xuống đất. Còn hai mẹ con nhà kia thì đánh nhau rụng hết cả lông. Kết quả cho sự phản bội là Vavara đã bị Galina biến thành xác sống. Lúc này người khổng lồ và rồng ba đầu đang đi dạo trong rừng thì phát hiện ra thanh kiếm thần. May mắn là Ivan cũng đang ở gần đó, thế là anh được người khổng lồ trả lại thanh kiếm. Đây gọi là hào quang nhân vật chính. Cứ như vậy bộ tứ siêu đẳng nhanh chóng tấn công vào kinh thành, táo dai đội cái nồi trên đầu dễ dàng hạ gục hai tên gác cổng. Ivan dùng thanh kiếm thần mở cổng thành cho mọi người bước vào, người khổng lồ thì ném khúc gỗ tiễn đám lính sang thế giới bên kia. Bên này Kosuke đã cõng Phoenix về nhà Vasilisa, cô nhanh chóng lấy lọ thuốc hồi phục mà Ivan đã nhảy của bà phù thủy. Nhờ vậy mà anh đội trưởng mới giữ được tính mạng, sau đó Kosuke và Vasilisa lao ra ngoài hỗ trợ cho nam chính.
Dù là phận nữ nhi nhưng người đẹp chẳng thua kém ai cả. Gặp thằng nào là chém thằng đó ra bã. Táo Dai đứng trên cao chỉ vị trí tảng đá bị yểm bùa cho Ivan. Nhưng đó chỉ là hàng pha ke loại một mà thôi. Nam chính hỏi Kosuke vị trí thật của tảng đá nhưng ông ta không nhớ gì cả. Đúng lúc đó Kosuke bị kẻ địch xin nhẹ cái thủ cấp, nhờ vậy mà kẻ bất tử mới nhớ ra tất cả. Ông ta dùng phần thân để chỉ vị trí cho Ivan biết, thanh niên lươn lẹo lập tức chạy tới đó nhưng Kosuke không có nói là phải phá hủy tảng đá này. Đến khi ông ta nhận ra thì đã quá muộn rồi, khi Ivan tay nhanh hơn não cũng là lúc pháp sư hắc ám được giải thoát khỏi phong ấn sau hàng ngàn năm. Một con quái vật khổng lồ bắt đầu nhô lên từ mặt đất, nam chính dùng thanh kiếm diệt quỷ để chém con quái vật nhưng lập tức bị nó đánh bay. Bởi vì vũ khí này do chính Rogolev tạo ra nên nó không có tác dụng với hắn, tên pháp sư hắc ám lập tức bắt Kosuke lại rồi chôn sống dưới đất để trả mối thù năm xưa. Dù mọi người có ra sức chống trả nhưng cũng chỉ là mũi đốt cột điện, căn bản chẳng có tí sát thương nào cả. Bọn họ nhanh chóng bị Rogolev dùng rễ cây trói chặt, chẳng lẽ mọi chuyện đến đây là kết thúc thật rồi sao? Thấy cảnh người yêu bị chôn sống, Ivan vô cùng hận bản thân vì mình quá yếu ớt. Ngay khi gã pháp sư hắc ám định kết liễu nam chính thì anh bất ngờ nhìn thấy vua cha ở cõi âm, ông bắt đầu dạy cho thằng con báo thủ cách thức tỉnh huyết mạch. Thì ra dòng tộc của nam chính đều sở hữu sức mạnh của đất mẹ, nhưng chỉ có người xứng đáng mới có thể kích hoạt được nó. Nhờ có sự hướng dẫn của vua cha mà Ivan đã thức tỉnh được sức mạnh tiềm ẩn bên trong bản thân, anh dễ dàng bẻ gãy rễ cây của con quái vật rồi nhổ nó lên ném đi thật xa. Nhờ vậy mà anh đội trưởng số nhỏ mới được giải thoát, nhận thấy sức mạnh của Rogolev đến từ đất mẹ nên Ivan giao cho Phoenix nhiệm vụ đánh lạc hướng con quái vật. Còn anh dùng dây thừng buộc Táo Dai lại rồi ném vào nó, sau đó nhanh chóng đu theo sợi dây lấy thanh kiếm vẽ một hình tròn lớn xung quanh Rogolev. Thế là con quái vật xuyên không đến thế giới hiện đại, hắn cuống cuồng đập xuống lòng đường để lấy sức mạnh từ lòng đất nhưng nơi này đã được trải nhựa cao cả mét. Cho dù có đập thủng thì nó lại rơi xuống tầng hầm bãi giữ xe, càng cố gắng Rogolev càng đuối sức hơn. Ivan thấy vậy liền khuyên pháp sư hắc ám hãy cải tà quy chính, nhưng ông ta thà chết để chiến đấu ở kiếp sau còn hơn là đầu hàng. Cuối cùng thì mọi người cũng đã thoát khỏi ma thuật của Rogolev. Trong lúc đang ăn mừng chiến thắng thì Galina cưỡi sói xông đến. Bà ta định nói gì đó với Ivan nhưng lại bị pháp sư trắng đánh cho bỏ chạy tụt cả quần. Tiếp theo ông nội dùng sức mạnh của mình giải cứu cho các binh lính bị biến thành thây ma. Hóa ra Galina chính là mẹ của Ivan. Năm xưa bà ta bị thao túng bởi Rogolev nên đã lấy đức vua Muromets làm chồng. Sau đó hạ sinh ra thanh niên lươn lẹo Ivan và cô con gái Varvara. Với việc phù thủy Galina chưa chết và Rogolev sẽ tái sinh thì bộ phim vẫn chưa thể kết thúc tại đây. Vì vậy cả nhà hãy chờ phần 3 để theo dõi tiếp nha. Xin chào và hẹn gặp lại!